Hello, buổi sáng xin chào các bạn. Hôm nay trời bão các bạn, là thời tiết không được tốt, hơi âm u. Hôm nay mình có đi quay chợ Cần Đước, sẵn trên đường đi mình có ghé lại quay ngôi nhà Trăm Cột cho các bạn xem. Ngôi nhà cổ Trăm Cột ở xã Tân Lập, Long Hữu Đông, ở kinh nước mặn các bạn, Cần Đước, Long An. Buổi sáng mình chúc các bạn có nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đó. Và rất vui được gặp lại các bạn trong video kế tiếp ngày hôm nay. Đó, ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu đến các bạn ngôi nhà cổ Trăm Cột đó, nằm ở một trong một cái đường làng quê rất là hẻo lánh, ở chung quanh cây cối rất là nhiều luôn các bạn. Đó, đây là cái đường đan khoảng 3 mét các bạn, xe 7 chỗ vào được luôn. Rồi, trước khi vào tham quan ngôi nhà Trăm Cột, các bạn xem video, các bạn nào chưa đăng ký thì cho mình xin một đăng ký, một like và một chia sẻ nha, để mọi người đều được xem. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan, đó là ngôi nhà cổ Trăm Cột nha. Và đây các bạn, đây là cái đường mình ở ngoài lộ lớn mình chạy vào đó. Chung quanh rất là nhiều những cái cây cây xanh các bạn, nó vườn cây xanh, đây có những cây bông hoa rất là đẹp luôn, vàng hực đó. Và đây có cây cao nữa nè, đó, những cái bông cao xinh xinh đó. Và đây là cái khu vườn mé bên ngoài trước cổng nhà Trăm Cột đó. Xanh um rất là đẹp luôn các bạn đó. Và đó, như các bạn thấy thời tiết bầu trời hôm nay đó không được tốt, là do cơn bão nó sắp vào các bạn, bão lớn sắp vào nên thời tiết nó không được tốt đó. Và đây là di tích nhà Trăm Cột đó, ở xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đó. Có những cái bông hoa giấy này các bạn, rất đẹp luôn đó.
những cái bông hoa vậy trông rất là xinh đẹp đỏ ao. À, di tích nhà Tâm Cột. À, chúng ta xem vòng vòng bên ngoài trước nha, rồi chúng ta sẽ vào bên trong tham quan sau. Dưới này sát mé kinh nữa, mé kinh này là dừa nước nè, đó nước chảy. Đây có, đây có một con rạch đó. Rất là nhiều dừa nước luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong tham quan di tích nhà Tâm Cột nha, và sẽ gặp cô hai chủ nhà đó, mình sẽ hỏi thăm về cái lối kiến trúc. À, cũng như cái sự cổ của cái ngôi nhà Tâm Cột này nha các bạn. Đó, này có trong bên trong này cũng có những cái bông, kêu bông gì quên, rất là đẹp luôn. Đó, đây có những trái giấy ngựa nè, cây giấy ngựa nè, quá trời trái luôn các bạn. Đó. Đó là được cái đường đi vào nhà Tâm Cột. Đó, cái khu vườn rất là nhiều cây cỏ luôn các bạn. Xanh num luôn. Đó, những cái bông rất đẹp. Những cái bông đơn sơ. Đây có cây me nữa nè. Đó, những cái lá me non nè các bạn. Lá me non này mà nấu canh chua là thôi. Còn gì bằng nữa. Đây. Dạ, ở đây có một bụi tầng dày lá nữa nè, để nêm canh chua nữa nè. Đó, lá me non. Đó, lá me non này mà cộng chung nấu canh chua mà bỏ cái lá này vào nữa thôi. Cực kỳ. Đó. Ở đây là cái bên trong cái đường đi vào cái nhà Tâm Cột đó các bạn. Như các bạn thấy là những cái lu, có những cái lu cổ xưa tới giờ nó vẫn còn. Dạ, để con quay vòng ngoài trước cái. Và đây là mé bên ngoài các bạn, đó. Mé bên ngoài cái những cái gian nhà cổ này đó. Như các bạn thấy cái những cái mái ngói rêu phong. Nó mang một cái nét rất là cổ kính luôn, rất là xa xưa. Đó. Bầu trời hôm nay không được tốt, hơi tối, các bạn thông cảm nha. Đó, bão. Đó, đây là chung quanh. Đó, như là sơn màu vàng thời xưa. Đó. Thời này, thời Pháp thuộc ở đâu, đời nào. Đó, này, những cái miếng gạch tàu này các bạn thấy nè, nó ở dưới sân nè. Nó lủng, nó bể luôn. Đó, hay là những cái hàng lưu này, những cái máng xối. Đó. Nghe những cái cửa rồi, đó, mấy nhà thiết kế rồi rất là cổ kính luôn. Như các bạn thấy, đó, những cái dây hoa bò rồi kính mít luôn các bạn. Đó, những cái hồ nước này, đó, hồ chứa nước mưa. Đây là cái hồ xây từ thời xưa nè các bạn. Đó. Xây từ thời xưa tới giờ luôn. Đó, như bạn thấy những cái dây hoa rất là đẹp luôn, leo kín mít. Đó, rất là nhiều những cái loại dây hoa như thế này.
Đó, như các bạn thấy. Rất là nhiều luôn, bò cả dưới đất luôn đó. Đó. Cái hoa này hoa gì nè mình quên rồi. Đó, hồi nhỏ cũng ưa hái chơi. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Rất là cổ kính luôn. Người kia có cây me nè. Như một bụi tre. Những cái dây bông hường rất là đẹp luôn. Và đây là bên trong các bạn, đó. Bên trong cái gian nhà. Nhà sau, đó, nhà trăm cột. Như các bạn thấy đó, nó hơi tối chút nha. Và bên trong nó có đèn, nó hơi tối, những cái cột các bạn. Đó, hay là những cái miếng gạch tàu nè, cổ xưa luôn. Đó, hay là cái mái ngói nè, bạn thấy những cái đòn tay, những cái cây đó, mang rất là nhiều những cái nét cổ kính. Đó. Rất là nhiều những cái cột cây, những cái cột cây như thế này nè. Đây các bạn thấy. Đó, những cái cây kèo nè. Trông rất là hay. Đó, hay là cái tủ cạp hút rê nè, cạp rê hồi xưa ta kêu tủ cạp rê mà, để chứa thức ăn đó. Đó. Cổ kính không? Rất là giá trị luôn ạ. Rất là đẹp. Đó, bên đây cũng có một cái tủ nữa nè. Đó. Rất là cổ kính luôn mà thấy. Tuy rằng nó tàn phai theo năm tháng, nhưng mà cái cổ kính của nó vẫn còn giữ cái nét cổ. Rất là hay luôn. Nhà cổ này thiết kế kiểu tam gian các bạn, ba gian. Hai trái đôi. Dạ. Hai trái đôi. Dạ, đây đó, các bạn thấy rất là nhiều luôn. Nhiều dữ lắm, những cái cột được kê nè, đó kê cho tán trên những cái những cái xi măng đá đó. Này đá luôn hả cô? Đá, bằng đá luôn ạ. Đó. Những cái nét cổ mỗi kính cây cột là một viên đá. Dạ. Để lên. Mỗi cây cột là một viên đá. Đây là cái giường thời xưa. Cái giường hồi xưa. Đó. Nằm ngủ. Cái này cực kỳ cổ kính luôn ạ. Cổ kính. Cực kỳ. Dạ. Cũng đâu có thua gì thời vua chúa hồi xưa. Dạ. Thời vua chúa hồi xưa là cũng dạ. Giường như vậy. Dạ, cái dạ. Giường vậy. Và đây là cô thứ mấy cô? Dạ, cô thứ 9 ạ. Dạ, đây là cô chính chủ gia của ngôi nhà trăm cột các bạn. Cái nhà trăm cột này theo cái tuổi đời, cái niên đại của nó là dạ, nay được 100 năm á chứ. 100 năm đúng luôn hả cô Chính? Dạ, đúng. Dạ. 120 năm. Dạ. 68 cô Chính bữa nay, cô Chính nay được nhiêu? 72. Cô Chính này 72 tuổi. 72 tuổi. Nhà này là hồi xưa là của ba. Nội. Ông nội cô Chính để lại. Ngày hôm qua ông xây dựng ngôi nhà. Dạ. Lúc đó ông 22 tuổi làm ra ngôi nhà này. Dạ. Và một cá nhân ông mà làm ra cái di tích. Yeah. Ông nội cô mới mời 15 người nghệ nhân Quế chạm rồng rã 3 năm ăn 3 thiên lúa chạm khắc bằng tay theo kiểu cung đình Quế là tứ linh tứ thời, tứ linh là bốn vật là long lân nguy phụng tứ thời bốn mùa bốn tiết là xuân hạ thu đông thể hiện qua bốn cây kèo mai lan trúc cúc cái kèo ở bên kia chú ai đi rồi cây giá hả mình lên trên đó rất là đẹp mắt. Đó, như lời cô Chính kể là ngôi nhà này có cách nay niên đại 100 năm rồi các bạn. Đó là do ông nội cô Chính xây dựng, là mướn những cái nghệ nhân quế vào, chả phải mất lúc đó là ba thiên lúa ngày xưa là nhiều tiền lắm á cô. Ăn ba thiên lúa. Dạ, còn cái tiền ấy là bao nhiêu tiền ấy? À có nghĩa là ở đây làm ăn hết ba thiên lúa ăn như là nấu cơm cho ăn á ha cơm cho ăn á
Dạ, là cũng là tính ra là hết ba thiên lúa, còn tiền công là khác. Tiền công khá, dạ, tiền dạ, công khá nữa. Dạ. Rất là quý á. Dạ, rất là quý cái luôn. Chỗ ở đây có cái bộ ngựa nữa nè. Bộ ngựa. Bộ ngựa này bộ cũng dáng. Bộ dáng này bộ dáng này 4 miếng á. 4 miếng. 4 miếng bộ dáng ngựa. Dạ, 4 miếng bộ dáng ngựa cũng rất là quý luôn. Dạ, quý dạ. À, chú lên trên nói là chạm trổ rất là hay. Dạ. Từ các con vạc rầm phụng hôm nay cành cây qua lá. Thì con xin phép cô chính con lên trước và đây các bạn, đây là cái gian nhà chánh các bạn. Đó, cô chính trước cũng có để các bạn thờ thờ Phật, thờ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là Phật Di Lặc, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, những cái bảng các bạn, đó. Thời xưa luôn. Cái ghi bốn cái chữ chữ Hán mình không biết, mà nghĩ chắc là không biết đọc đó. Các bạn nào biết đọc chữ Hán thì comment bên dưới cho mình biết nha. Đó, những cái bản cổ kính luôn các bạn. Đó, như lời cô Chính nói là ông nội cô Chính phải mướn rất là nhiều nghệ nhân ở Huế nó vào làm cũng giống như điêu khắc thôi bạn, những cái bức đó, đó hay là những cái bức phù điêu nè, hay là những cái hoa văn nè, nó làm là các nghệ nhân ăn cũng hết ba thiên lúa đó, đó mới có được cái thành quả nhà tâm cột như ngày hôm nay. Đó, cô Chính còn giữ lại những cái nét của ông bà xưa. Đó, như các bạn thấy là những cái bộ đó, cái bộ bàn để cúng nè, rất là cổ kính luôn, rất là đẹp. Dạ, cái bộ cái này là bộ trường kỷ, này là ngày xưa là quan lớn hội đồng rồi ngồi không em? Ngày xưa ông nội cô Chính có hội đồng không? Hội đồng luôn ha. Dạ, hội đồng, hèn chi hội đồng mới được bộ trường kỷ này. Hội đồng. Dạ. Hội đồng huyện hồi xưa như chủ tịch huyện. Dạ, hội đồng huyện huyện Long Hụ đây. Hồi xưa cũng kêu Long Hụ luôn hả cô? Long Hụ. Dạ. Là thời Pháp á ha. Dạ, Pháp thuộc hồi xưa. Dạ. Bây giờ cô Chính ở đây với ai? Ở với con. Dạ. Mấy đứa con. Ngôi nhà này bây giờ nếu mà tính về giá trị nó tài sản là vô giá luôn á cô. Vô giá. Dạ. Này mà được nhà nước mình công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia luôn. Dạ. Đó, như các bạn thấy những cây cột và những cây kèo nè, nó điêu khắc lên đây là những cái hoa văn họa tiết rất là hay, rất là đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp. Cái nhà cổ trong cột này nó có cái thiết kế mà cái những cái giá trị đó, giá trị rất là nhiều hơn là ở dưới cái nhà ở Cần Thơ luôn. Như cây cột này các bạn thấy nó bóng thiệt là bóng. Cái cây này là cột này là gõ hay là sao cô? Gõ mung hồi xưa. Dạ. Nó nổi dân lên rất là đẹp luôn, láng bo luôn các bạn. Nó bóng nè, nổi dân lên. Gõ mung. Nội một cái cây cột này không bây giờ nếu mà tính ra tiền cũng khẩm à. Đó. Thấy các bạn nhìn bên ngoài thấy lụp sụp gì chứ nếu mà tính ra cái nhà này là chắc cũng phải là khoảng cả chục cái căn villa được á. Dạ. Toàn là gõ đỏ không phải gõ mung không, gõ đỏ gõ mung ngày xưa không. Đó, như cô Chính nói thì ông nội của cô Chính ngày xưa đó, như bàn thờ thôi, ngày xưa cũng là hội đồng ở cái xã Long Hụ này, ngày xưa cũng gọi là Tân Lập luôn hả cô? Dạ. Rất là đẹp luôn à. Những cái bộ bàn ghế nữa bạn thấy toàn bộ là gõ không. Và đây đó, có cái bản di tích nhà Trăm Cột đó, cách thị trấn Cần Đước 12 km về hướng đông, di tích kiến trúc
nghệ thuật nhà trăm cột, tọa lạc trên một diện tích 882 m², thuộc xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, được xây dựng từ năm 1901 đến năm 1903 do nhóm nghệ nhân miền Trung thực hiện. Nhà trăm cột là một công trình kiến trúc điêu khắc cổ mang đậm phong cách Huế ở Long An, còn tồn tại gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay, với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ cẩm lai mung gõ đỏ. Nhà trăm cột có kiến trúc kiểu xuyên tính, một kiến thức truyền thống phổ biến và ưu điểm, điển hình cho lối kiến trúc nhà dân dụng của tầng lớp trên ở Nam Bộ vào cuối thế kỷ thứ 19. Đặc biệt về nghệ thuật điêu khắc trong kiến trúc, những tác phẩm trạm gỗ ở nhà trăm cột thể hiện trình độ bậc cao của nghệ nhân, từ bố cục, đề tài, xử lý kỹ thuật cũng như cách trình bày đa dạng và sinh động. Nghệ thuật trang trí ở nhà trăm cột được thể hiện đa dạng và sáng tạo. Ngoài những mô típ cổ điển, yếu tố Nam Bộ đã được đưa vào và khắc họa đậm nét bên cạnh những đồ án mỹ thuật phương Tây. Về kỹ thuật chạm khắc, nhà trăm cột là một tập hợp phong phú các kỹ thuật chạm lộng, chạm nổi, chạm công hên và thủ pháp điêu luyện và chắc tay. Ngoài việc phục vụ khách tham quan du lịch, phục vụ đời sống văn hóa cư dân địa phương, nhà trăm cột còn là nguồn tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu, đặc biệt là điêu khắc mỹ thuật. Đó, đây là cái bản di tích nhà trăm cột được nhà nước công nhận là di sản cấp quốc gia các bạn. Đây, cái cây cột này nó năm tháng nó bị mọt các bạn. Có cái cây này là nó bị hư nè, nó bị mọt ăn nè. Nó còn như mấy cây kia là như là còn nguyên vẹn luôn. 100 năm các bạn thấy. Như cái cây này nó bị ăn, bị bọng. Rất là nhiều những cái bộ gõ, dán gõ, cái này là bộ dán 3 miếng nè các bạn. Đó. Bộ này mà giá trị nó thôi, như vậy cui nè các bạn thấy. Cái này cũng 5 phân á. Hay là bộ bàn ghế uống nước trà nè. Rất là hay luôn. Ui, quá đẹp, quá xuất sắc cho một cái di tích ở Long An nha các bạn, Cần Đước, Long An. Đó, hay là những cái vách ở bên trong mà bạn thấy cũng toàn là dán không. Đây, mấy ngói, những cái cây đòn tay, những cây kèo trông rất là chắc chắn luôn. Đó, đặc biệt là cái lồng đèn này các bạn. Đó. Cái lồng đèn này các bạn coi trong phim ở đó. Thời xa xưa. Đó, ngày xưa là ngày xưa đâu có đốt điện cô. Dạ, không có điện đâu. Ngày xưa là đốt đèn dầu để trong đó. Dạ. Đèn dầu, đèn cày rồi đúng không? Dạ. Vào mình chế, mình để cái bóng đèn điện chứ. Dạ. Dạ. Quá đẹp chưa? Quá xuất sắc cho một cái kiệt tác không ạ? Nhà cổ trăm cột. Rất là nhiều cột luôn mà cột toàn là gõ mung không ạ? Dạ. Dạ. Cái này ngôi nhà. Ngôi nhà để kỷ niệm. Dạ, đây là cô chính. Đây là cái quà. Dạ. Và cái ngôi nhà. Đó, đây là những cái kỷ niệm, dạ, kỷ niệm cô chính dạ, cô chính đặt hả cô chính? Dạ đặt.
đặt để bán khách tham quan á. Dạ. À, để cũng như á là người ta về, về uống nước trà lưu niệm. Dạ, này cô chính bán cái ngôi nhà bán về quê lưu niệm. Dạ, có cái ngôi nhà gì di tích nhà trong cột á. Dạ. Dạ, có cái mà cái này nam này nữ nè. Dạ. Này đực này cái bóng in, bánh in cũng dạ. Ngôi nhà luôn. Dạ. Dạ. Cũng dạ. Có điêu khắc cái nhà mình trên khắc đó luôn. Ngôi nhà luôn. Khắc ngôi nhà. Là cô chính các bạn tới đây tham quan. Dạ. Đó là muốn có một cái phần quà lưu niệm. À, để đem về làm kỷ niệm thì cô chính có bán luôn. Có. Dạ. Có bán là bánh in dạ. Ngôi nhà. À, đây ngôi là cái tủ nè, dạ. Cái tủ Dạ. Tủ bánh, tủ bán bánh in, tủ bán bánh in của cô chính nè. Dạ. Có hộp đang qua. Dạ. Có hộp. Đó đã vô hộp rồi nó. Qua. Rất là lịch sự. Rất lịch sự. Dạ, chú thấy cái hộp hơn dạ, 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 ngon dạ. Lành luôn. Chú ấy thì cái hộp. Dạ. Cái hộp để vô. Rất lịch sự ha. Dạ, ở đây có một cái bảng nhà. Dạ, cái bảng người ta đến tham quan người ta viết. Người ta viết vào. Dạ, đến tham quan người ta viết hay, dạ. Hay lắm. Dạ. Cảm tưởng của người ta. Đó, ta đến rồi, các bạn này. Xem kỹ dạ. Bên trong. Dạ. Ta đến đây viết. Lịch sự ghê không? Bởi vậy đó dạ. Ai ghê ấy. Đây là cô chính cháu nội của dạ, cháu của ông nội. Hội đồng. Ông hội đồng. À, hồi xưa hội đồng dư dạ, hội đồng viện cũng ý chủ tịch hội xưa bác đồng cái chú dạ đây à quên hồi nãy con đụng vô nó quay nè nó dạ, cái bàn cổ nè ăn bạn này là dọn cho dạ, quan chức đồ ăn nhậu rồi ha dạ ngồi quay là muốn dạ, gấp cái gì gấp tính thứ hai năm phân cây này nó sống trên trăm tuổi mới được mà dạ, dạ đặc biệt nhất bạn này bằng được cái chú bằng cái bàn cái dạ bằng được cái sau chuỗi này nằm trên thể hiện qua dương á dạ. Mà trời bên kia sao chuỗi nằm ở dưới anh là đất á chú dạ. Nhìn qua nam tả nữ hủ á dạ. Nam thì ngồi bên cái nữa rồi bên phải theo phong kiến hồi xưa chứ dạ. Giờ nam nữ bình quyền hồi xưa nó khác bây giờ nó khác chẳng khác bàn tay dạ. Dạ. Các bạn ở mé trước căn nhà là một con kinh đó. Ngày xưa là đâu có đi đường bộ cô chính ha ngày xưa là đi đường tàu cũng nhiều lắm ha đó đây là khu vườn mé trước ngôi nhà các bạn đó khu nhà trăm cột này có tổng thể diện tích là 882 m² nha các bạn đó cũng rất là rộng rất là to luôn đó và đây là toàn bộ đó khuôn viên đó ngôi nhà cổ trăm cột à, như các bạn thấy rất là đẹp luôn phải không ạ? À, như các bạn thấy phong cảnh rất là quan sơ rất là đẹp luôn. Đó, nó mang một cái đậm nét một cái cổ kính. Ở đây có cái bia di tích lịch sử văn hóa nhà trăm cột đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận quyết định số 2890 QĐ trên BT ngày 27 tháng 9 năm 1997. Đó. Cái nhà này được công nhận năm 1997 nha các bạn. Đây là toàn bộ khu vườn đó, của nhà trăm cột. Cái sân rất là rộng luôn các bạn đó, và đặc biệt là mé bên ngoài đó, chúng ta sẽ có một cái con rạch đó. Đó là ngày xưa là nên đây có một con rạch rất rộng các bạn. Đó một ngôi nhà mang đậm nét phong thủy luôn. Cổ kính mà đậm nét phong thủy luôn các bạn. Đó. Phía trước nhà có một cái con rạch cũng rất là to. Đó và đây là cái cổng của khu nhà trăm cột. Tọa lạc tại xã Tân Lân, ấp
ấp Tân Lân, xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An nha các bạn. Đó. Chúng ta xem toàn bộ khung cảnh. Rất là nhiều những cái cây bông hoa, hoa bông giấy cũng như bông nữ hoàng. Đó, rất là đẹp. Khung cảnh rất là yên ắng luôn các bạn. Đó, những cái chậu kiểng nè, hoa sứ nè, hoa giấy nè. Rồi, chúng ta cũng đã tham quan xong ngôi nhà cổ Trăm Cột. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Đó, các bạn nào xem video chưa đăng ký, nhớ đăng ký, like, chia sẻ cũng như ủng hộ Minh Bụi nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.